Thưa quý vị và các bạn, đây là hai con ốc đang bám trên thân cây bơ. Lên một chút xíu, chúng ta thấy thêm một con ốc nữa. Bên này có một con ốc nữa. Và bên này cũng lại có thêm một con ốc nữa. Như vậy là một đoạn rất là ngắn, chưa tới 50cm thì đã có 5 con ốc nó bám trên thân cây bơ này. Và điều đặc biệt là nó không chỉ bám một cách đơn giản, hiền lành như vậy, mà thực tế là nó đang ăn vỏ cây bơ này. Và thậm chí là nó còn ăn trụi cả lá cây luôn. Vài năm trước đây thì người nông dân ở tỉnh Đồng Nai đã dùng thuốc để mà diệt trừ loài ốc khi nó xuất hiện rất là nhiều, không biết vì sao mà nó xuất hiện rất là nhiều trong khu vườn của họ. Thế nên họ đã dùng thuốc để mà họ diệt trừ loài ốc này. Tuy nhiên là khi mà dùng thuốc để mà diệt trừ ốc á, thì nó lại gây ra nhiều cái hệ lụy. Thứ nhất là rất là tốn tiền. Thứ hai nữa thì nó làm ảnh hưởng đến môi trường. Và điều đặc biệt là nó gây hại cho sức khỏe con người khi mà nó xuất hiện ở trong cái vườn cây, đặc biệt là những vườn cây ăn trái. Như vậy thì làm thế nào để mà có thể giữ được cho cái môi trường trong lành và đảm bảo được rằng là trái cây của mình trồng ra nó đảm bảo chất lượng tốt cho sức khỏe của con người. Thì khoảng 3 năm trở lại đây, chủ nhân của ngôi vườn này đã nghĩ ra một cách rất là đặc biệt để diệt trừ loài ốc này. Nó vừa có lợi cho kinh tế của gia đình và đặc biệt là nó giữ được cho cái môi trường này trong lành và nó đem đến, nó không làm hại cho sức khỏe của con người. Như vậy họ làm như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng với chuyện của Thùy để tìm hiểu câu chuyện này ngay sau đây nhé. Chào các bạn! Các bạn đang làm gì đó? Các bạn chào mình hả? Mình nuôi được bao nhiêu con vịt đấy chú? Mấy chục con à? À vậy hả? Sao nuôi nhiều dữ vậy chú? Nuôi cho ăn ốc. Ủa sao vườn đất khô mà lại có ốc à? Mấy năm nay nó có phát sinh cái loại ốc. À cái ốc đấy thì nó có hại gì cho cây gì ạ? À? Nó phá cây, nó ăn cây mình. À dạ. Nuôi được cho nó được 3 cái ốc. Ồ hay quá ha, vậy là vịt là nó lại làm giúp cho mình dẹp được cái loại ốc gì? Mấy có loại ốc nhỏ nhỏ nó leo cây đó. À, cây. Dạ. Mình nuôi vịt lâu chưa ạ? Dạ. 2 tháng mấy mà to thế này rồi đấy ạ? Ban ngày mình thả cho nó đi tự đi cái năng chiều mới về mình cho ăn này. Dạ, mà cho nó ăn chuối thêm hay sao chú? Nó thích cái này. Cái này phế hàng thải. Trời ơi, ở đây bỏ chuối đi như thế này mà con không có chuối ăn. Wow. Ăn. Từ khi nào mà chú lại nghĩ ra cách là nuôi vịt để mà cho nó ăn hết ốc phá hoại cây? Thì lúc trước đây thì nó không có ốc đâu, nhưng mới phát sinh 2-3 năm nay này có này. Dạ. Là mình có thuốc diệt ốc nhưng mà mình tốn tiền mua thuốc. Dạ. Mà nó không sạch. Dạ. Không hết ốc được. Bây giờ nuôi vịt này, thay vì mình thì nuôi vịt này, nó tự nó diệt được ốc thôi. À, không tốn tiền mà lại có vịt ăn nữa. Ồ hay quá chú. Vậy là mình nuôi vịt 3 năm rồi đấy ạ? Ừ. Dạ. Thì cứ khi mà nứa này gần được ăn thịt thì nuôi cái bầy kế bên. Dạ. Mình nối tiếp. À. Nó có đẻ không ạ? À? Ừ, vịt này có đẻ chứ. Dạ. Nhưng mà không nuôi được. Dạ. Vậy là mình cứ mua nuôi vịt cho nó lớn lên xong rồi bắt đầu là mình nuôi tiếp lứa khác chứ không phải là để vịt ấp nở nó ra con vịt mới. Ừ. Dạ. Trời ơi, hay lắm.
cho nó ăn bao nhiêu chuối thơm nữa à? Mấy cái bùn chuối nó bị ngã này gãy này không bán được thì cho được ăn tận dụng thôi. À, tức là có thì cho ăn chứ cũng không phải là nhất thiết là phải có cho nó ăn đúng không ạ? À dạ, còn bình thường thì cái thực phẩm chủ yếu của nó là con ốc. Ốc mình tính sáng là 4-5 giờ sáng là nó đi ra gãy nó ăn. À nó tự đi ạ? À? Tự đi ra ăn nữa, chiều nó giờ nó về đây nè. À dạ dạ. Dạ nó về nó chồm nó ngủ nè, mình cho nó ăn rồi cho nó nhớ chỗ nó về thôi. À. Vậy là vậy là 4-5 giờ sáng là nó tự dậy và nó tự đi tìm ốc nó ăn. Ừ. Vậy là bây giờ vườn của mình chắc không còn con ốc nào đâu nhỉ? Dạ này nó sạch. Dạ. Nhưng mà nó vẫn còn ít thôi. Dạ. Ít giống như nó cứ sinh ra bao nhiêu thì lại là thức ăn cho vịt bấy nhiêu đúng không ạ? Ừ. Hay quá. Mình có phải cho vịt ăn thêm cám hay là thêm gì không ạ? Tối này thì mình có cây chuối. Dạ. Mình chọn thêm cám cái cám để ăn. Dạ. Bắp. Với cái khu vườn nhà mình thì phải khoảng bao nhiêu con vịt thì nó ăn hết ốc hàng ngày cho ạ? Bây giờ đang khoảng 30 con rồi. À dạ. 30 con vịt là nó ăn sạch ốc. Và khoảng một con một ngày nó ăn ít nhất phải một lạng ốc. Dạ. 30 con một ngày là mấy ký rồi. Một ngày 3 ký ốc, 1 tháng 1 tả ốc. Dạ. Mà ốc đó là ở trên cây thì mỗi một cây thì nó có khoảng bao nhiêu con ốc? Trời, mấy năm trước có nhiều lắm. Dạ. Không thể kể nổi. Ồ. Giờ nó ăn hết rồi. Lúc trước là cứ mưa cái rồi nó leo con cây, nó bò con cây, nó phá cây. Trời. Còn nắng thì nó xuống dưới đất. Mình có đọc được cái đấy ở sách vở nào không hay là kinh nghiệm dân gian nào chứ? Cái này tự mình nghĩ thôi. Dạ. Thấy mình có nuôi vịt có lợi bên ngoài hai lần. Dạ. Không tốn tiền mua thuốc ốc mà lại có vịt ăn. À hay quá. Khoảng bao lâu thì vịt nó có thể mình có thể ăn được ạ? Vịt này chừng 3 tháng nha. À dạ, xong mình lại phải nuôi nó mới. Ừ. Hay quá. Cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ con đi tìm xem là có còn con ốc nào ở trên cây không? Khoảng cỡ cây nào thì nó còn ốc chú nhỉ? Ốc là anh bò này nè. À đây đây. Dạ đúng rồi. À thì ra là con ốc. Dạ. Dạ. Lá cây, làm vỏ cây nè. Ồ. Cho nên là mình phải đúng rồi. Nhưng mà sao? Con nhỏ. À đây, dạ. Con nhỏ. À. Ốc nhỏ. Ồ, những cái cây như thế này mà nó phát triển như thế này mà bị những cái con ốc này. Những cái con ốc nó bò lên như thế này để mà nó ăn. Nó ăn lá cây và nó ăn gì nữa ạ? Vỏ cây. À, ăn lá cây, ăn vỏ cây. Cho nên là chú ở nhà đã tính toán được cái việc là bây giờ cho nuôi vịt để cho vịt nó ăn cái con ốc này. Dạ, nhưng mà nó cao như thế này thì làm thế nào nhỉ? Thì nắng thì nó tập xuống. À. Nắng nó xuống đi đất. Dạ dạ, nắng là nó lại bò xuống. À. Nắng nó khô nước này nó rất xuống dưới. Dạ. Nó bò lên đây. À, vậy là nó cứ sinh ra thì là tự nhiên là lại có vịt ăn. Ừ, nó để dưới đất này. Dạ. Dạ. Đây, ốc. Rất là nhiều. Hay quá. Ôi, công nhận chú nghĩ ra cái cách này hay quá. Nó đi xuống dưới xa lắm. À dạ, tức là vườn mình xa đúng không? Nhưng mà nó có khi nào mà nó đi sang vườn của người khác không ạ? Ừ. Tại sao vậy? Nó quen rồi, vậy nó chỉ đi trong đất nhà thôi. Nhưng mà làm sao mà nó lại có thể tự nhiên mà nó lại đi trong đất nhà? Không hiểu nổi sao nó khôn được. Mình chỉ dẫn cho nó đi có một hai lần thôi là nó cũng biết nha. À tức là nhưng mà khi mà chú dẫn nó đi như thế thì chú có kiểu giống như là mình có ý là mình sẽ dẫn nó đi vòng quanh trong đất của nhà mình để mà có chứ. Nên là bây giờ mình cứ cho ăn thả tự do như mình để ý nó, mà khi ra tới ranh bờ ranh nó không là mình đuổi cho nó quay lại. À thôi, chứ còn một hai lần là tôi cũng biết rồi, nó tới bờ ranh là nó quay lại. Tức nó tới bờ ranh nghĩa là nó quay lại luôn. Ồ hay vậy hả? Rồi các cái lứa sau thì mình có phải dẫn tiếp? Lứa sau thì mình nhờ cái bầy lớn này dẫn cái bầy nhỏ.
Hay quá, hồi nãy đi tìm hai không thấy tụi nó nữa. Chắc thấy trên cái cây kia có 5 con ốc, hay ghê. Sau một hồi đi đi dọn dẹp khu vườn này thì các bạn vịt đã quay trở lại. Và được biết được rằng là những bạn vịt này chỉ mất có 2 lần được chủ nhà dẫn đi một vòng khu vườn thôi. Và sau đó thì các bạn ấy tự việc đi, tự đi và tự quay trở về, không có đi quá khu vườn của mình. Rất tuyệt vời đúng không các bạn? Ở đây bây giờ các bạn đã quay trở lại.